mọi ước mong thành sự thật với thần chú tự tin. Tiền ào ạt gõ cửa. Những câu khẳng định này được thiết kế để giúp bạn phát triển sự tự tin, mang đến cho bạn tiền bạc và cuộc sống giàu sang. Bạn hãy lặp lại những câu khẳng định này hằng ngày, cả trong đầu và bằng lời nói. Bạn cũng có thể viết ra giấy hoặc dán ở những nơi bạn sẽ nhìn thấy thường xuyên. Với sự kiên trì thực hành những câu khẳng định này sẽ giúp bạn thay đổi suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực. Điều này dẫn đến những thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn, bao gồm sự tự tin, tiền bạc và cuộc sống giàu sang, sung túc. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Tôi là một người tự tin. Tôi xứng đáng với thành công. Tôi tin tưởng vào khả năng của mình. Tôi có thể đạt được bất cứ điều gì khi tôi đặt tâm trí vào. Tôi luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi thứ. Tôi luôn tìm kiếm cơ hội mới. Tôi là người mạnh mẽ và độc lập. Tôi không để bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì ngăn cản tôi đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người sáng tạo. Tôi có tư duy đổi mới. Tôi luôn tìm ra cách để cải thiện cuộc sống của mình và thế giới xung quanh. Tôi có khả năng kiếm được nhiều tiền. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi tin tưởng vào sức mạnh của luật hấp dẫn. Tôi biết rằng những suy nghĩ và hành động của tôi tạo ra thực tế của tôi. Tôi luôn tìm kiếm những cơ hội để gia tăng thu nhập. Tôi làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi biết cách sử dụng tiền của mình một cách khôn ngoan. Tôi là người hào phóng và tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi sống một cuộc sống giàu sang, thịnh vượng. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Tôi có sức khỏe tốt. Tôi tràn đầy năng lượng. Tôi có những mối quan hệ lành mạnh. Tôi luôn được yêu thương và ủng hộ. Tôi là người tự tin. Tôi yêu bản thân mình. Tôi chấp nhận mọi khuyết điểm của mình. Tôi luôn cảm thấy thoải mái và tự tin trong bất kỳ tình huống nào. Tôi là người hấp dẫn và thu hút mọi người. Tôi là người có sức ảnh hưởng. Tôi truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người hạnh phúc. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi biết ơn mọi thứ tôi có. Tôi sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Tôi là người có mục đích và tôi đang thực hiện ước mơ của mình. Tôi có sức khỏe rất tốt. Tôi ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên. Tôi luôn chú ý đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Tôi là người có cuộc sống cân bằng và hài hòa. Tôi hạnh phúc viên mãn. Tôi luôn biết ơn những gì tôi có. Tôi luôn trân trọng những người thân yêu của mình. Tôi biết ơn những cơ hội mà cuộc sống ban tặng cho tôi. Tôi là người cho đi rộng lượng và đón nhận cừ khôi. Tôi là người có tiền bạc dồi dào. Tôi luôn kiếm được nhiều hơn chi tiêu. Tôi luôn đầu tư và phát triển tài chính của mình. Tôi là người biết quản lý tiền bạc hiệu quả. Tôi là người hào phóng và giúp đỡ người khác.
tôi là người có cuộc sống giàu sang và thịnh vượng. Tôi sống trong một ngôi nhà rất đẹp và sang trọng. Tôi có thể đi du lịch khắp thế giới. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Tôi là người có sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Tôi luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi luôn tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi là người có lối sống lành mạnh và tích cực. Tôi là người thành công và đáng tự hào. Tôi là người có tầm nhìn và tham vọng. Tôi luôn học hỏi phát triển bản thân. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi là người có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người có gia đình hạnh phúc và viên mãn. Tôi có một người bạn đời yêu thương và thấu hiểu. Tôi có những đứa con ngoan ngoãn và đáng yêu. Tôi có những người thân luôn yêu thương và ủng hộ. Tôi là người có cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn. Tôi là người có cuộc sống cân bằng và hài hòa. Tôi tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Tôi là người có khả năng tạo ra sự khác biệt trong thế giới. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì những điều tốt đẹp mà tôi có. Tôi là người có lối sống lành mạnh và tích cực. Tôi luôn ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên. Tôi luôn chú ý đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Tôi là người có tầm nhìn và tham vọng. Tôi luôn học hỏi phát triển bản thân. Tôi hành động mạnh mẽ để đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi là người có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người có sự nghiệp thành công và đáng tự hào. Tôi luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực. Tôi luôn học hỏi và phát triển bản thân. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi có tất cả những gì tôi cần và tôi muốn. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi là một người tự tin. Tôi xứng đáng với thành công. Tôi tin tưởng vào khả năng của mình. Tôi có thể đạt được bất cứ điều gì khi tôi đặt tâm trí vào. Tôi luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi thứ. Tôi luôn tìm kiếm cơ hội mới. Tôi là người mạnh mẽ và độc lập. Tôi không để bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì ngăn cản tôi đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người sáng tạo. Tôi có tư duy đổi mới. Tôi luôn tìm ra cách để cải thiện cuộc sống của mình và thế giới xung quanh. Tôi có khả năng kiếm được nhiều tiền. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi tin tưởng vào sức mạnh của luật hấp dẫn. Tôi biết rằng những suy nghĩ và hành động của tôi tạo ra thực tế của tôi. Tôi luôn tìm kiếm những cơ hội để gia tăng thu nhập. Tôi làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình.
tôi là người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi biết cách sử dụng tiền của mình một cách khôn ngoan. Tôi là người hào phóng và tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi sống một cuộc sống giàu sang thịnh vượng. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Tôi có sức khỏe tốt. Tôi tràn đầy năng lượng. Tôi có những mối quan hệ lành mạnh. Tôi luôn được yêu thương và ủng hộ. Tôi là người tự tin. Tôi yêu bản thân mình. Tôi chấp nhận mọi khuyết điểm của mình. Tôi luôn cảm thấy thoải mái và tự tin trong bất kỳ tình huống nào. Tôi là người hấp dẫn và thu hút mọi người. Tôi là người có sức ảnh hưởng. Tôi truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người hạnh phúc. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi biết ơn mọi thứ tôi có. Tôi sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Tôi là người có mục đích và tôi đang thực hiện ước mơ của mình. Tôi có sức khỏe rất tốt. Tôi ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên. Tôi luôn chú ý đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Tôi là người có cuộc sống cân bằng và hài hòa. Tôi hạnh phúc viên mãn. Tôi luôn biết ơn những gì tôi có. Tôi luôn trân trọng những người thân yêu của mình. Tôi biết ơn những cơ hội mà cuộc sống ban tặng cho tôi. Tôi là người cho đi rộng lượng và đón nhận cừ khôi. Tôi là người có tiền bạc dồi dào. Tôi luôn kiếm được nhiều hơn chi tiêu. Tôi luôn đầu tư và phát triển tài chính của mình. Tôi là người biết quản lý tiền bạc hiệu quả. Tôi là người hào phóng và giúp đỡ người khác. Tôi là người có cuộc sống giàu sang và thịnh vượng. Tôi sống trong một ngôi nhà rất đẹp và sang trọng. Tôi có thể đi du lịch khắp thế giới. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Tôi là người có sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Tôi luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi luôn tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi là người có lối sống lành mạnh và tích cực. Tôi là người thành công và đáng tự hào. Tôi là người có tầm nhìn và tham vọng. Tôi luôn học hỏi phát triển bản thân. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi là người có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người có gia đình hạnh phúc và viên mãn. Tôi có một người bạn đời yêu thương và thấu hiểu. Tôi có những đứa con ngoan ngoãn và đáng yêu. Tôi có những người thân luôn yêu thương và ủng hộ. Tôi là người có cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn. Tôi là người có cuộc sống cân bằng và hài hòa. Tôi tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Tôi là người có khả năng tạo ra sự khác biệt trong thế giới. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi luôn cảm thấy biết ơn
vì những điều tốt đẹp mà tôi có. Tôi là người có lối sống lành mạnh và tích cực. Tôi luôn ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên. Tôi luôn chú ý đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Tôi là người có tầm nhìn và tham vọng. Tôi luôn học hỏi phát triển bản thân. Tôi hành động mạnh mẽ để đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi là người có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người có sự nghiệp thành công và đáng tự hào. Tôi luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực. Tôi luôn học hỏi và phát triển bản thân. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi có tất cả những gì tôi cần và tôi muốn. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi là một người tự tin. Tôi xứng đáng với thành công. Tôi tin tưởng vào khả năng của mình. Tôi có thể đạt được bất cứ điều gì khi tôi đặt tâm trí vào. Tôi luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi thứ. Tôi luôn tìm kiếm cơ hội mới. Tôi là người mạnh mẽ và độc lập. Tôi không để bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì ngăn cản tôi đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người sáng tạo. Tôi có tư duy đổi mới. Tôi luôn tìm ra cách để cải thiện cuộc sống của mình và thế giới xung quanh. Tôi có khả năng kiếm được nhiều tiền. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi tin tưởng vào sức mạnh của luật hấp dẫn. Tôi biết rằng những suy nghĩ và hành động của tôi tạo ra thực tế của tôi. Tôi luôn tìm kiếm những cơ hội để gia tăng thu nhập. Tôi làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi biết cách sử dụng tiền của mình một cách khôn ngoan. Tôi là người hào phóng và tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi sống một cuộc sống giàu sang thịnh vượng. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Tôi có sức khỏe tốt. Tôi tràn đầy năng lượng. Tôi có những mối quan hệ lành mạnh. Tôi luôn được yêu thương và ủng hộ. Tôi là người tự tin. Tôi yêu bản thân mình. Tôi chấp nhận mọi khuyết điểm của mình. Tôi luôn cảm thấy thoải mái và tự tin trong bất kỳ tình huống nào. Tôi là người hấp dẫn và thu hút mọi người. Tôi là người có sức ảnh hưởng. Tôi truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người hạnh phúc. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi biết ơn mọi thứ tôi có. Tôi sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Tôi là người có mục đích và tôi đang thực hiện ước mơ của mình. Tôi có sức khỏe rất tốt. Tôi ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên. Tôi luôn chú ý đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Tôi là người có cuộc sống cân bằng và hài hòa. Tôi hạnh phúc viên mãn. Tôi luôn biết ơn những gì tôi có. Tôi luôn trân trọng những người thân yêu của mình. Tôi biết ơn những cơ hội
mà cuộc sống ban tặng cho tôi. Tôi là người cho đi rộng lượng và đón nhận cừ khôi. Tôi là người có tiền bạc dồi dào. Tôi luôn kiếm được nhiều hơn chi tiêu. Tôi luôn đầu tư và phát triển tài chính của mình. Tôi là người biết quản lý tiền bạc hiệu quả. Tôi là người hào phóng và giúp đỡ người khác. Tôi là người có cuộc sống giàu sang và thịnh vượng. Tôi sống trong một ngôi nhà rất đẹp và sang trọng. Tôi có thể đi du lịch khắp thế giới. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Tôi là người có sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Tôi luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi luôn tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi là người có lối sống lành mạnh và tích cực. Tôi là người thành công và đáng tự hào. Tôi là người có tầm nhìn và tham vọng. Tôi luôn học hỏi phát triển bản thân. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi là người có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người có gia đình hạnh phúc và viên mãn. Tôi có một người bạn đời yêu thương và thấu hiểu. Tôi có những đứa con ngoan ngoãn và đáng yêu. Tôi có những người thân luôn yêu thương và ủng hộ. Tôi là người có cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn. Tôi là người có cuộc sống cân bằng và hài hòa. Tôi tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Tôi là người có khả năng tạo ra sự khác biệt trong thế giới. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì những điều tốt đẹp mà tôi có. Tôi là người có lối sống lành mạnh và tích cực. Tôi luôn ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên. Tôi luôn chú ý đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Tôi là người có tầm nhìn và tham vọng. Tôi luôn học hỏi phát triển bản thân. Tôi hành động mạnh mẽ để đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi là người có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người có sự nghiệp thành công và đáng tự hào. Tôi luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực. Tôi luôn học hỏi và phát triển bản thân. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi có tất cả những gì tôi cần và tôi muốn. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi là một người tự tin. Tôi xứng đáng với thành công. Tôi tin tưởng vào khả năng của mình. Tôi có thể đạt được bất cứ điều gì khi tôi đặt tâm trí vào. Tôi luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi thứ. Tôi luôn tìm kiếm cơ hội mới. Tôi là người mạnh mẽ và độc lập. Tôi không để bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì ngăn cản tôi đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người sáng tạo. Tôi có tư duy đổi mới. Tôi luôn tìm ra cách
để cải thiện cuộc sống của mình và thế giới xung quanh. Tôi có khả năng kiếm được nhiều tiền. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi tin tưởng vào sức mạnh của luật hấp dẫn. Tôi biết rằng những suy nghĩ và hành động của tôi tạo ra thực tế của tôi. Tôi luôn tìm kiếm những cơ hội để gia tăng thu nhập. Tôi làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi biết cách sử dụng tiền của mình một cách khôn ngoan. Tôi là người hào phóng và tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi sống một cuộc sống giàu sang thịnh vượng. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Tôi có sức khỏe tốt. Tôi tràn đầy năng lượng. Tôi có những mối quan hệ lành mạnh. Tôi luôn được yêu thương và ủng hộ. Tôi là người tự tin. Tôi yêu bản thân mình. Tôi chấp nhận mọi khuyết điểm của mình. Tôi luôn cảm thấy thoải mái và tự tin trong bất kỳ tình huống nào. Tôi là người hấp dẫn và thu hút mọi người. Tôi là người có sức ảnh hưởng. Tôi truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người hạnh phúc. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi biết ơn mọi thứ tôi có. Tôi sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Tôi là người có mục đích và tôi đang thực hiện ước mơ của mình. Tôi có sức khỏe rất tốt. Tôi ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên. Tôi luôn chú ý đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Tôi là người có cuộc sống cân bằng và hài hòa. Tôi hạnh phúc viên mãn. Tôi luôn biết ơn những gì tôi có. Tôi luôn trân trọng những người thân yêu của mình. Tôi biết ơn những cơ hội mà cuộc sống ban tặng cho tôi. Tôi là người cho đi rộng lượng và đón nhận cừ khôi. Tôi là người có tiền bạc dồi dào. Tôi luôn kiếm được nhiều hơn chi tiêu. Tôi luôn đầu tư và phát triển tài chính của mình. Tôi là người biết quản lý tiền bạc hiệu quả. Tôi là người hào phóng và giúp đỡ người khác. Tôi là người có cuộc sống giàu sang và thịnh vượng. Tôi sống trong một ngôi nhà rất đẹp và sang trọng. Tôi có thể đi du lịch khắp thế giới. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Tôi là người có sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Tôi luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi luôn tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi là người có lối sống lành mạnh và tích cực. Tôi là người thành công và đáng tự hào. Tôi là người có tầm nhìn và tham vọng. Tôi luôn học hỏi phát triển bản thân. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi là người có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người có gia đình hạnh phúc và viên mãn. Tôi có một người bạn đời yêu thương và thấu hiểu. Tôi có những đứa con ngoan ngoãn và đáng yêu. Tôi có những người thân luôn yêu thương và ủng hộ.
tôi là người có cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn. Tôi là người có cuộc sống cân bằng và hài hòa. Tôi tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Tôi là người có khả năng tạo ra sự khác biệt trong thế giới. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì những điều tốt đẹp mà tôi có. Tôi là người có lối sống lành mạnh và tích cực. Tôi luôn ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên. Tôi luôn chú ý đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Tôi là người có tầm nhìn và tham vọng. Tôi luôn học hỏi phát triển bản thân. Tôi hành động mạnh mẽ để đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi là người có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người có sự nghiệp thành công và đáng tự hào. Tôi luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực. Tôi luôn học hỏi và phát triển bản thân. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi có tất cả những gì tôi cần và tôi muốn. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi là một người tự tin. Tôi xứng đáng với thành công. Tôi tin tưởng vào khả năng của mình. Tôi có thể đạt được bất cứ điều gì khi tôi đặt tâm trí vào. Tôi luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi thứ. Tôi luôn tìm kiếm cơ hội mới. Tôi là người mạnh mẽ và độc lập. Tôi không để bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì ngăn cản tôi đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người sáng tạo. Tôi có tư duy đổi mới. Tôi luôn tìm ra cách để cải thiện cuộc sống của mình và thế giới xung quanh. Tôi có khả năng kiếm được nhiều tiền. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi tin tưởng vào sức mạnh của luật hấp dẫn. Tôi biết rằng những suy nghĩ và hành động của tôi tạo ra thực tế của tôi. Tôi luôn tìm kiếm những cơ hội để gia tăng thu nhập. Tôi làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi biết cách sử dụng tiền của mình một cách khôn ngoan. Tôi là người hào phóng và tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi sống một cuộc sống giàu sang thịnh vượng. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Tôi có sức khỏe tốt. Tôi tràn đầy năng lượng. Tôi có những mối quan hệ lành mạnh. Tôi luôn được yêu thương và ủng hộ. Tôi là người tự tin. Tôi yêu bản thân mình. Tôi chấp nhận mọi khuyết điểm của mình. Tôi luôn cảm thấy thoải mái và tự tin trong bất kỳ tình huống nào. Tôi là người hấp dẫn và thu hút mọi người. Tôi là người có sức ảnh hưởng. Tôi truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người hạnh phúc. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi biết ơn mọi thứ tôi có. Tôi sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Tôi là người có mục đích và tôi đang thực hiện ước mơ của mình.
tôi có sức khỏe rất tốt. Tôi ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên. Tôi luôn chú ý đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Tôi là người có cuộc sống cân bằng và hài hòa. Tôi hạnh phúc viên mãn. Tôi luôn biết ơn những gì tôi có. Tôi luôn trân trọng những người thân yêu của mình. Tôi biết ơn những cơ hội mà cuộc sống ban tặng cho tôi. Tôi là người cho đi rộng lượng và đón nhận cừ khôi. Tôi là người có tiền bạc dồi dào. Tôi luôn kiếm được nhiều hơn chi tiêu. Tôi luôn đầu tư và phát triển tài chính của mình. Tôi là người biết quản lý tiền bạc hiệu quả. Tôi là người hào phóng và giúp đỡ người khác. Tôi là người có cuộc sống giàu sang và thịnh vượng. Tôi sống trong một ngôi nhà rất đẹp và sang trọng. Tôi có thể đi du lịch khắp thế giới. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Tôi là người có sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Tôi luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi luôn tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi là người có lối sống lành mạnh và tích cực. Tôi là người thành công và đáng tự hào. Tôi là người có tầm nhìn và tham vọng. Tôi luôn học hỏi, phát triển bản thân. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi là người có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người có gia đình hạnh phúc và viên mãn. Tôi có một người bạn đời yêu thương và thấu hiểu. Tôi có những đứa con ngoan ngoãn và đáng yêu. Tôi có những người thân luôn yêu thương và ủng hộ. Tôi là người có cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn. Tôi là người có cuộc sống cân bằng và hài hòa. Tôi tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Tôi là người có khả năng tạo ra sự khác biệt trong thế giới. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì những điều tốt đẹp mà tôi có. Tôi là người có lối sống lành mạnh và tích cực. Tôi luôn ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên. Tôi luôn chú ý đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Tôi là người có tầm nhìn và tham vọng. Tôi luôn học hỏi, phát triển bản thân. Tôi hành động mạnh mẽ để đạt được mục tiêu của mình. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi là người có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho người khác. Tôi là người có sự nghiệp thành công và đáng tự hào. Tôi luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực. Tôi luôn học hỏi và phát triển bản thân. Tôi là người có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật. Tôi có tất cả những gì tôi cần và tôi muốn. Tôi là người có trái tim nhân hậu và biết yêu thương. Tôi luôn tràn đầy năng lượng và sức sống.